Xin chào chị Trang Úc và xin được chào mừng anh đã đến Việt Nam. Rất nhiều khán giả đang chờ đợi cuộc trò chuyện này để được gặp mặt anh tại đất nước của chúng tôi. Anh sẽ gửi một lời chào tới khán giả Việt Nam chứ? Xin chào Việt Nam. Tôi là diễn viên Chi Trang Úc, rất vui được gặp các bạn. Anh có biết rằng mình là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc mà có lượng người hâm mộ đông đảo nhất Việt Nam hay không? Nhưng thực ra tôi thật sự không biết rằng mình được hâm mộ đến thế ở Việt Nam. Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam đấy. Lần đầu tiên thì khi tôi còn bé, tôi được đến Hà Nội chơi. Và lần này thì tôi được đến Việt Nam để công tác. Hôm qua, tôi đã nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Và tôi cực kỳ ấn tượng và bất ngờ vì điều đó. Cảm ơn các bạn. Có một cái lý do đặc biệt nào để lần này đưa Chi Trang Úc trở lại Việt Nam hay không? Tôi là đại sứ thương hiệu đại diện cho cửa hàng miễn thuế của Lotte. Lần này tôi được mời đến Việt Nam để khai trương khu miễn thuế của Lotte ở sân bay Nội Bài. Rất vui vì nhân cơ hội này mà tôi đã được gặp người hâm mộ của mình ở Việt Nam. Anh là một diễn viên mà thử sức mình ở rất nhiều những cái loại vai khác nhau. Trong số tất cả những cái vai diễn trong những bộ phim như chúng tôi được xem Healer này, rồi Mật Danh K2 này, rồi Hoàng Hậu Ki, thì anh có đặc biệt tâm đắc với vai diễn nào của mình không? Thực ra nếu nhìn lại tất cả những vai diễn mà tôi đã có trong thời gian qua thì đều là những vai rất là thú vị. Nên để nói đến chỉ một vai diễn nào đó thì thực sự là khó, bởi với tôi, vai nào cũng là vai yêu thích. Tuy nhiên, gần đây tôi đã tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình có tên là Hãy Làm Tôi Tan Chảy. Bộ phim đó là vai diễn mới nhất của tôi, nên thực sự là tôi nghĩ về vai đó rất nhiều. Việt Nam và Hàn Quốc thời gian gần đây thì có cái mối quan hệ hữu nghị ngày càng gắn bó. Với vai trò là một trong những nghệ sĩ có rất là đông đảo người hâm mộ ở cả hai nước, thì anh sẽ phát huy như thế nào vai trò này để góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta? Lần đến Việt Nam này, tôi đã cảm nhận được sự ủng hộ to lớn của khán giả Việt Nam dành cho tôi. Tôi rất cảm ơn vì điều đó. Có lẽ là để đáp lại tình cảm yêu mến đó của khán giả Việt Nam, thì tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa trong các bộ phim để khán giả có thể gặp tôi nhiều hơn trên màn ảnh, cũng như là tôi sẽ thu xếp để đến Việt Nam thường xuyên hơn. Đó là tất cả những gì mà một diễn viên có thể làm để ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Xin được cảm ơn anh đã dành cho VTV cuộc phỏng vấn này và xin được dành tặng anh một bó hoa như là cái tình cảm của chúng tôi. Cảm ơn.